Phải như vậy đó, nó mới vừa lòng. Ngừng đánh chính mình. Ngẹn câu em đừng đi nữa, nhưng hãy mọi rầu. Hình như tôi phải đi với lại Calista Mid rồi. À, bọn mình nó kêu tôi vô Discord. Mở cái microphone lên mày em. Bọn mình ơi. Mấy thằng chó giờ dở dở chưa vô nghe lẹt kìa. Kích nó, kích nó. Ủa sao mới đến đại cao thủ rồi, đỉnh vậy. Trời ơi, găng anh thích lên găng nào chả được muốn. À, đúng là ạc của Riot. Thích ra gì gọi đất đỏ. Anh ký hợp đồng với Riot rồi mà. Delay 10 giây nha mết. Má thả em ra. Đá stream bằng chó. Mi mi. A few moments later. Thôi nói vậy thôi, nó gâu gâu lên liền đúng không? Cần 10 tỷ mua xe tư. Thôi Thịnh, cảm ơn Thịnh nhiều nha Thịnh. Trời đêm mà Thịnh donate gì ngại quá. Ừ. Wow. Giết con Lee Sin. Thôi quay lại đánh Diana cũng được. Rồi mày không giết được nào mày nghỉ game luôn đi. Rồi đéo giết được thiệt kìa. Ai ơi. Rồi chết luôn rồi chứ còn gì nữa. Anh em thấy mất đánh ghê không? Ghê không? Cái pha này á, nếu như mà mất không đang stream là mất giết con Diana, mất full cây máu. Tôi nói thiệt á, bây giờ nè, Thịnh bán cho tôi cái sim nó 1.4 triệu. Thịnh mua việc lót, lấy 1.4 triệu để mua việc lót, Thịnh trúng mấy chục tỷ, trời ơi, ghê không? Kiểu đôi khi nó hợp phong thủy á. Thịnh hiểu không? Nó hợp phong thủy đó Thịnh, Thịnh hiểu không Thịnh? Thấy mẹ rồi, Thịnh hiểu không? Nè nè. Trời. Đó là trời. Bù lát liền chứ. Ghê không? Mấy ông thấy tôi BK pha này hay không? Một mình mày đừng khen anh nha, mày khen có thằng kêu mày bỡ đít anh á. Mà tôi cũng đéo hiểu tại sao thằng đánh lại dùng từ bỡ đít nữa. Nó có thể dùng từ mèo khen mèo dài đuôi mà. Nó dùng từ bỡ đít nghe nó thô. Trời ơi, mất luôn xe. Mày bỡ đít cho anh chia cho anh mất xe vậy môn. Em đơn bi anh đâu, bỡ đít đâu anh. Hồi xưa ăn không mất máu không à. Đà, quá anh kia. Ghê. Ghê đà. Mày đừng có khen anh, nó kêu mày bỡ đít bây giờ. Bỡ đít, bỡ đít đít thay. Trời ơi. Nghĩ sao đòi giết, con. Wow, biết gì tao chạy rồi. Mày đi ngang này nó thấy rồi. Ủa cần gì đi ngang nó thấy anh, táp qua cái là thấy rồi anh. Ờ. Mày không đi ngang nó cũng thấy mà, láp mày non quá vậy. Mày biến, đéo giật với mày. Ghê không? Anh, lập tiền đó anh. Đó, chết liền chứ, anh tính hết rồi. Ngay từ cái lúc mà anh xài cái E là anh biết anh sẽ R rồi, đúp rồi chết Mr. Tên liền. Đó, thấy không? Thang vô ngò đánh hay không muốn? Đồ, ta đánh ngò, ta đánh như vậy. Ai đánh với em? Ủa, em đánh ngò hả? Đạt. Anh quên mày đi đường ngò. Má bị nó chửi ngược anh. Má hình như tao mới bờ đứt mày môn. Giết luôn, không có nói nhiều. Ê! Bà mẹ nó tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Rồi thằng này phế vật này không về đi để chơi chết chi vậy? Thôi nào. Làm gì vậy? Đó. Mày nghĩ ai có thể mở được cái pha combat vừa rồi? Anh chứ ai? Mày đừng có khen anh nói mày cứ đi mày cứ để vậy thôi, nó kêu mày bỏ đít bây giờ. Đây lên anh.
đâu mắc đâu. Còn mày tới đây làm chi à? Thọ end game. Ba em mới không biết à, mới bay em rồi mà. Rồi sao em? Nói sao không em? Em đi bây giờ tôi tính là anh sẽ gây lên tổng cộng 3 cái trụ với cái nhà chính là 3.000 dam đó. Em đi. Em anh. Em là em hả anh? Em đi. Rồi sắp rồi nè. Rồi. Người đéo làm cũng làm dịch không à. Ơi. Ai khóc nói đâu này từng phải như vậy đó nó mới vừa lòng. Ngừng đánh chính mình. Quá cái thần hỏa bất dạy thì chứ. Ngừng đánh chính mình. Giờ đem vô chơi với. Rồi đây mình nó solo Baron hả? Ủa sao nó solo Baron nói hay vậy? Đổ cầm người chứ. Ủa chưa chết hả? Má sao em chùm vậy? Ủa sao con Raven này solo nói Baron ta? Ủa phút 20 chừng nó đồ. Ờ thì chừng nó đồ cũng ăn được rồi. Ủa sao anh không cứu em? Hết mẹ mana rồi. Trời, giờ do biết chơi con bay này luôn. Giờ do con gì không biết chơi, có điều chơi con gì cũng ngu thôi. Nhìn con Raven đánh cái pha đó là biết con Raven này là gọi là người chơi kỹ năng cao. Con Raven này nếu mà nói về trình độ AD nó là chỉ nó phải 8-10 so với mết. Là nếu như mết đánh 20 là con Raven này hay 8 rồi đó. Má nâng bi người ta để predict mình. Là tao bỏ cái đít mình là tao tự lấy cái tay tao thọt dưới tao nâng lên đó à. Chưa hiểu lắm. Được à. Ê ê ê ê. À. Cái này gọi là gì quên rồi. Ngừng đánh chính mình. Trời ơi là trời. Mới làm gì luôn? Là má vừa xem video của anh mất hơi nhiều. Thế hiểu có gì vui luôn, mua nó nhạc như chó vậy. Tại đây em với anh đập đá đấy. Này 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 bay. No. Rồi xong. Mày học mẫu giáo mẹ rồi. Hay lắm môn. Em hay lắm môn. Ồ pha đó em 9 điểm thì anh phải 8 điểm. Em hay lắm môn. Anh đang bỏ đít em đó môn. Bỏ đít để nâng bi. Đừng nâng bi mình. Thôi giò giò làm gì nè. Làm đế gì có con bay nào lên cái này trời. Cái gì vậy? Làm gì có con bay nào lên cái này. À có rồi đó, con đầu tiên. Bê đắm luôn á mất. Mất. Nổ sao không ở nhà chơi với em. Má bá nè. Ừ. Ủa tao phải giết nó bằng anti nó mới tính cái điểm đó mày ơi. Ủa đúng rồi còn gì nữa. Phải giết nó chứ. Phải giết nó bằng anti cướp được chứ. Non dữ trời. Chơi để win.